Đến hết tháng 9 năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cát Tiên đạt tổng nguồn vốn gần 372,4 tỷ đồng, tăng gần 32 tỷ đồng so với đầu năm. Từ nguồn vốn này, đơn vị đã giải ngân cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với doanh số cho vay gần 78,3 tỷ đồng cho 1.541 lượt khách hàng vay để đầu tư phát triển kinh tế. Trong đó có 45 hộ nghèo, 678 hộ cận nghèo và 37 hộ mới thoát nghèo được vay vốn. 15 hộ gia đình vay nuôi bò sữa theo đề án của huyện với số tiền trên 1,3 tỷ đồng, giúp tạo việc làm và tăng thêm việc làm cho 248 lao động. 327 học sinh sinh viên được vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp cho 427 hộ gia đình tại vùng nông thôn xây dựng công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn và 8 hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống.